Thì ngày hôm nay anh muốn anh cùng với cả em sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách, đó chính là ăn đồ ăn như người Hải Phòng trong vòng 24 giờ. Con chào cô ạ. Cô có thể cho con hai suất bánh mì chấm kem trứng được không ạ? Bánh đa Hải Phòng thật sự là thơm, em thấy cái vị thơm đấy không? Đúng rồi, phần nước mắm chính là phần ngôi sao của món ăn này, bởi vì nước mắm thật sự rất là khác biệt. Món bánh bèo này là cực kỳ hợp lý để dành cho những cái buổi xế chiều của Hải Phòng đúng không nào? Wow. Miếng tôm này nhìn thì mình cứ tưởng là tôm khô nha, nhưng thực ra ăn thì mình thấy là tôm tươi, rất tươi nha. Ôi, tôm ngon quá. Cùng trải nghiệm 24 giờ là người Hải Phòng cùng điểm hẹn cuối tuần, phát sóng 18:30 thứ bảy ngày 3 tháng 12 trên Style TV.